Hiền Tiên xin chào quý bà cô chú buổi sáng ở mộ của chú Vũ Linh. Trời chiều quá trời đó. Trời ơi quá trời đó. Đó là cái gì các bạn? Cơm á rồi bông trái cây nước. Dạ. Cơm bông trái cây nước. Là cô ở thành phố mới hả cô? Là cô chắc là lên đây chắc cũng nhiều lần hả cô ha? Lần này nó 3 lần. Cái này luôn dạ. Con. Ở dưới nữa nè hả? Quá trời nữa nè. Anh em rồi khiêng hết cho cô. Quá trời luôn, này cô cũng lớn rồi. Cô lên đây là lần thứ 3. Dạ được cô. Ngọc ơi, thấy bà Ngọc. Ừ, cô cúng. Ngày 30 tháng 4 khán giả cúng nhiều cho chú quá ha. Sáng sớm mà có chị nuôi của chú nè. Rồi cô Hoa, bây giờ là tới là cô ở thành phố mới. Dạ để trên bàn nghe cô đó để chốt tụi con cắm. Rồi. Cái này là cơm hả cô? Cơm với đồ ăn. Một dạ. Cơm một đồ ăn một cơm chay. Dạ, cái này là cô mua ở dưới luôn hả cô? À, cô này hình như là cô làm bảo vệ nè, đúng không? Thì hồi đó con nhớ ở con mưa đó, mưa mà đây nước dạ. Ngập nè. Đi lâu rồi. Mà con nhớ hình như cô làm cái gì quên là làm ca ra gì đó phải không cô? Dạ, lúc con có ghi hình cô mà. Lúc là cô mua trái cây lên cúng chú á. Dạ. Đi dưới là nhỏ em thứ tư mà giờ chủ nó nhà. Dạ. Đi có mình. Bây giờ là cúng. Dẫn ra cúng cho chú ha. Lấy ra cái dĩa ấy cho con. Dạ. Dĩa. Cây nó đựng cái dĩa này được không ta? Cái dĩa đựng. Phải không? Này cái gì trái cây chắc mình để ở giữa quá con. Trái cây để giữa với bông mình phải bông trái cây để giữa. Ừ. Đúng rồi chị. Cơm đồ ăn để vòng vòng vậy. Một ha, cơm là mình để sen vô chị. Cơm cái cơm hộp đồ ăn, cơm với hộp đồ ăn. Tại đồ ăn với cơm khác nhau. Cái này là đồ ăn nè chị, ha mình sen kẽ hộp cơm với hộp đồ ăn. Dạ. Đu đủ xoài cơm có thanh long nữa nè. Rồi cô mua quá chừng luôn cô ơi. Vậy được hả cô? Hộp cơm với hộp đồ ăn ha. Dạ. Theo dòng nó luôn chị. Cơm. Cơm với đồ chay. Quá trời luôn nè. Rau. Dưa leo rồi. Chả chiên. Có mắm chay nè. Tàu hũ chiên. Sườn non chiên. Bữa nay là cô lên đây có một mình. Cô nghỉ lễ được mấy ngày cô? Dạ. Hai ngày. Dạ chủ nhật. Chủ nhật thứ hai, thứ ba, thứ tư. Vậy là cô nghỉ được 4 ngày. À, đưa đây con. Đưa đây con. Hoa cô mua tới nè cô chú anh chị. Ồ, có khán giả vô luôn. Sao mà giùm em cái? Xe đâu vô tới trong nhà mộ của cậu. Vô chỗ mộ. Không
ở ngoài giờ chạy xe quẹo quẹo vô cái dù. Dạ. Đi mất cái lò mà đi hồi lúc ở trong nhà đi ra phá cửa quên mất cái tiếng. Giá quay xe hả? Thôi, chị Bích khiêng được không? Dạ. Đó trong cái xô á cô. Cái xô màu xanh đó cô. Bạc cúng của chú ha. Trời ơi, bây giờ chuẩn bị nha. Cúng cho chú Linh. Ngọc đang đốt nhang hả cô? Ở thành phố mới. Thành phố mới cũng tên là chú. Chưa nay đậu xe ngoài cái đường tính được đây đậu nó chịu bỏ ngoài xe mất xe hay sao nghe quay xe nghe quay xe đâu có sao đâu ha. Dạ. Dạ không có sao, tại anh em con ở bên đó đúng không? YouTube lạ. Không phải đâu, nó giả mà. Dạ. Phải không? Cái giả mà. Gặp đến nữa kìa. Ừ, bữa nay cô mấy cô đến quá trời đông. Chị này giống chị Mẹ Màu quá ha. Ngọc lên rồi. Mù luôn. Giống chị Mẹ Màu ha. Chín là giữa cây cây cái gì cũng chín. Dạ cô, chín hết hả cô? Còn mắc cười lắm nha, tính tiền hả? 95 vậy hả cô? Vậy là hôm nay là hộp số 9 hả? 95 em chào chị. Em chào anh. Đi có mình cô. Đi mình đi xin. Mấy anh chị có dịp để về viếng chú nè. Những ngày lễ thì nhả đến mộ chú rất là đông ha. Nhà này chạy rồi. Ờ chị ruột em chào chị nhen hả chị ở phía ngoài đó chị đốt không? Dạ vô đi chị, có vô trong bên trong. Dạ lên chị. Đứng lấy nhà nào em đó.
khán giả bữa nay là đến mộ chú rất là đông, cô chú anh chị. Cô chú là được nghỉ 4 ngày ha, chủ nhật thứ hai, thứ ba, thứ tư. Gần đây không nha chị? Gần. Con chào cô. Vậy là qua cái cầu vậy. Tiểu vô tới. Hello chú Tiểu Khang. Dạ. Cái người tới thăm hoài là ấm mát. Dạ. Chào chị. Cô đang gọi điện cho gái cô hả cô? Dạ. Dạ. Đi có mệt nè, chủ tư á, tôi không có đóng cửa, không có bỏ nhà đi được. Chị lau mộ chưa? Ừ, lâu rồi em. Rồi, về tới em đi. Ừ, giờ tới chú Tiểu lau ha. Để kia đây đi. Ừ. Dũng xác vô. Lên 100 rồi. Đó. Ồ, quá VIP luôn. Từ hồi mà tặng mít là thấy chú Tiểu thích xài mít luôn á nha. Xài mít ngon hơn. À, có mít thì ông bà cô chú nghe rõ hơn phải không? Còn mà đi quay nghệ sĩ em rút kinh nghiệm lại. Em tháo mít ra. Để không nó lớn là nó rè. Cái lò nó lớn cái nó ập vô cái nó rè rè. Chứ mà quay thường vậy là mít là ngon rồi đó. Chào chị. Cô ở Kim Giang. Dạ con chào cô. Cô ở Kim Giang. Dạ, cả Giang thì mình phía bên ngoài cô mà. À, bữa nay là cô đi lên đây với ai cô? Dạ. Quá trời đông con tới mộ cậu. Bữa nay lễ mình được nghỉ nè cô. Dạ, cô dạ nhóm gái ở Bình Phước. Dạ, ở Bình Phước. Dạ. Ồ. Nó lau quét sạch sẽ hết trơn. Chắc lần đầu tiên cô đến đó cô. Lần đầu tiên. Không có thấy ai. Nay thứ ba quá. Có thấy ai? Vô đây nè. Mấy anh chị vô quá đông luôn. Ờ, bữa nay có khán giả rất là đông như cô chú anh chị. Quá đông rồi cô chú anh chị ơi. Chưa chưa chút tiểu lâu nữa cô chú chị giờ khán giả đi tham quan cô chú bỏ, chị bỏ cái máy chống nhiều tối quá đông rồi người ta ấy ra chỗ nào trời biết chỗ nó chập bấm như đây hả đây gia đình cô đến từ Kiên Giang để thắp hương cho chú Vũ Linh không biết trời nó rất là đông cô chú anh chị Hoa Viên Bình Dương quá đông Hoa Viên, quá trời đẹp luôn. Hoa Viên, Bình Dương. Đẹp không cô? Đẹp, rất đẹp. Khán giả đi đông lắm. Dạ, con đang đi, đi có mình con ha. Không ai đi hết. Dạ, đi sớm. Con. Con ở bên nhà ở bên thành phố mới á. Lên viếng mộ rất là đông luôn cô chú anh chị ơi. Rồi con đi qua nè. Rồi đó là cô Huệ. Nhập giá mà đến viếng luôn hả lắm. Là bên đây là ca sĩ nha, giải nhạc ca sĩ nha. Dạ. Đứng ngay đi chập lên. Rồi chập lắm. Dạ. Chị sợ ghi hình. Rồi. Con chúc
bạch mặt mà không biết cho chị hay cô. Biết đâu mà trình học qua đây đi, nhiều khi dính cái bắt đầu là chơi Ngọc Vũ Mậu này. Ừ. Lự đứng ở trong đây nghe nói nó chạy ra hoài Ngọc Vũ Mậu này. Cô chụp chú chú chụp cô. Dạ. Dạ, chụp kỷ niệm cô. Cô vui quá. Chụp cái năm hả? Chụp con rồng. Chụp con rồng. Chú chụp hình cho cô. Quá trời vui luôn cô chú anh chị ơi. Rồi, tới đây thì cái video của Hiện Tiên xin kết thúc của chú anh chị ha. Chúc cô chú anh chị đang xem kênh có buổi sáng tốt lành và đừng quên đăng ký kênh cũng như là like để Hiện Tiên luôn đồng hành của chú anh chị trong những cái video sau nha.